has been slain. Ở đây rồi. Hey. Mùng 9 tháng 9, siêu sale ngày hội trăng rằm cùng shopzicom.com giảm giá toàn bộ tài khoản, sở hữu ngay tài khoản 100 skin chỉ với 99k, xả ác tồn kho không lo về giá. Với danh mục xả ác tồn kho giảm 70%, nick giá rẻ, chế độ bảo hành 1 đổi 1 uy tín top 1 Việt Nam, mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn chỉ có tại shopzicom.com từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Ui. Ê, 5 người đi đấy. Chạy cái lìn à. Mày cho mày giúp em. Nó ăn từ trên rồi. Hai lìn mà đứng đáy xã hội mà. Ở đây rồi. Hey. Cay vãi cả bìu. Hai ngoài em hai cổ choáng đấy khó quá. Bùm. Áo. Về đi em cây ơi, mai là anh Duy hết giận ngay à, chỉ dỗi tiếp thôi. Mày quá tròn, lọc khe. Đẩy xét nhanh nhanh lên tí. Tao tanh chú trên ông. Mày rờ con đi, nó có rờ đâu, nó còn không quy cơ. Được à? Ui. Được chưa? Ui, mít thua sâu quá anh em ơi.
có vai thì đập cơ mà đánh ok á thì không có ơi mày mới thuộc hàn để trung sổ chứ về bài thề luôn ok luôn đi. Bảo rồi Bạch Kim Hà nó đánh kinh lắm. Ê tính là mấy game này anh mang chinh phục ngon á. Anh lên cái dạng mà hút máu. Mặt nạ với cả cái mũ lồi mũ à cái trâu cái quẻ. Làm cái sách. Bắt buộc phải đi học rồi. Đi đen này ok á. Ui dồi ôi. Khút luôn. What the hell. Được. Thả nốt cởi đầu hồi đi. Ui dồi hay chê. Bây giờ cái mít luôn mà. Hay quá nhờ Liven ơi. Quả sừng quả plan ok đấy. Còn cái gì để chơi không nhở? Còn cái gì để chơi không nhở? Mày bạn của chú Sena mà lại không biết chơi Elite Xe à? Nhiều sách. Cái bên này ghê thế. Ừ, các cụ đánh đã ghê rồi. Lại là qua 25 phút là phế à. Phế được game này thì cũng hơi khó đấy. Mày cay không xem lại replay, bật cái YouTube lên xem lại cái replay phát vừa lẫy là hiểu. Cố à. Sao dài thế nhở? Sao nó dài thế? Nhẹ cái lão thôi, nhẹ cái lão xương xương thôi. Nhưng mà sao cái E nó sai ấy nhở? Cái gì mới á? I'm chopped! Cái gì mới á?
có cái gì mới không? Vân lùng luôn mà. Không biết này như thế này được nhỉ? Đầu vĩ vậy này. Kiệt sức rồi, kiệt sức rồi. Kiệt sức rồi. Con đi rê khiển cũng căng luôn đấy chứ. Đồ nó thua len, bây giờ nó khiển căng luôn đấy chứ. Rồi, Jilin chết. 1, 2, 3, chết. Đây ông ơi. Mày... Thế thôi. Nó không chết à? Trông mượt thế. Khiển mà, anh khiển cái này ác lắm. Từ từ đấu cược từng thằng một. Cứ đánh nhau đi, đánh nhau chán đi. Lucy cần nào? Lucy cần nào? Tôi phá nhà ông này. Ôi, tôi không đồng hồ được không ơi. Không có những đầu rồi. Rồi nhé.